phun mốt ở đồng. Không nhanh cái đồng trên tay. Đấy, lấy đũa gỡ đỡ. Đúng, đang chờ Đinh Xuân và vâng. Cháu giống ông Tức nhất của ăn thôi. Của nhà làm ra đấy nha, mời cả nhà. Cháu về cái. Rồi mời đây đây nhá. Mà rất ngon hết. Dài quá con lấy chân cũng đạp. Thế mới bảo là chó già ít thịt nhiều da, sau đây bài hát dân ca bắt đầu. Ai già nó lại còn sao lại còn làm thơ cái gì? Chó già ít thịt nhiều da. Có cháu điểm tựa rồi. Dòng nào cái tỏi dài. Hết đầu. Hello. Chào toàn thể các bạn yêu thích kênh YouTube của Chu Nghĩa. Hôm nay Lê Toàn gọi xuống thưởng thức món thịt cầy cuối năm. Không khí ngày Tết đã tràn ngập. Hôm nay có ông anh đầu bếp được nghỉ Tết đến gọi là thưởng thức chia sẻ bánh tiết canh chó. Nói thu gọi là tiết canh chó nhưng mà đây là gọi là tiết canh cầy. Được ngoài chó. Cái này anh ơi, tiết canh chó này thì đánh một mấy? À tiết canh cầy. Đánh một rưỡi. Một rưỡi gì? Một. Tiết canh cầy cứ gọi là một nước. Một nước nó đẹp. Thế là đẹp tuyệt vời. Đấy, anh ơi. Cái này đặc nhỉ, đặc. Đặc. Đúng rồi, nó đặc đấy. Hồng dừa đấy. Hồng đấy, nó cũng chuyên nghiệp đấy. Quấy nghe cái kiểu quấy đã biết là chuyên nghiệp rồi. Quấy nghe nó tròn lắm. Phun mốt ở đồng. Không nhanh cái đồng trên tay. Đấy, lấy đũa gỡ đỡ. Đúng, đang chờ Đinh Xuân và Biển Nguyễn Ngọc đến. Lấy đũa để đỡ. Hơi hơi chuẩn. Ồ, đồng mày à, rồi. Đồng đấy, đồng ngay trên tay. Hai bác quấy thì vừa đúng 4 bát luôn nhỉ. Vừa luôn. Đây là thực tế nha, không có bạn thì nhiều khi cứ quay cứ bảo là chuẩn đét. Anh em quấy cái cành lợn chứ cái gì thầy. Bổi cầy nó nhá. Đấy. Bổi cũng cái tiết cầy. Chứ không phải là bảo nó quấy cái tiết cành lợn. Nó là khó. Lợn đấy đầu đầu cầy hay cái gì nữa. 4 bát là đã xong. Đầu tứ. Ở bếp Lê Quyền đang luộc món cầy. Đúng. Cầy. Là một số cầy. Ôi xôi rủ sục. Thế không gì đánh nốt đầy người ăn. Sao cầy. Đây tôi đánh là tôi ăn tất. Mỗi ăn một tất nghỉ ngút. Như này cứ thế là gặm luôn cái kia mới ngon được kìa. Thế đây. Cầy. Đấy như thế là nếu mà đúng ra là mỗi người mà tỏi cái thế là gặm luôn kìa. Đấy như thế là cái gì. Đây đây. Lóng hổ. Đấy cái này tí thái ra vào đĩa. Quá hấp dẫn. Đang nóng hổi. Là bác biết. Đấy, Lê Quyền đang làm món xào. Hello. Ui giời. Đấy, anh em mưa gió nhưng mà gọi là có cuộc gọi là vẫn gọi nhiệt tình đến. Đấy. Vâng, ông vâng. Bình tĩnh đã. Đầu xuân năm mới nha. Mời toàn thể gia đình nhá. Kính cụ mạnh khỏe nhá. Rồi, kính cụ nhá. Hôm nay có thêm nhân vật mới gọi là mới đấy. Bác Phở chúc sức khỏe. Rồi, mời rượu cuối năm nhá. Năm là bác Kỳ. Ăn đi. Chúc toàn thể anh em mạnh khỏe nhá. Rồi, trong đây tận anh em. Kính cụ mạnh khỏe. Là đây ngoài đây nhá. Thôi. Thôi các cụ nhá. Rồi ông bác xơi cái lần cái ốc. Đấy mà. Bác vừa nên xơi hai cái mắt rồi. Này thì bác sẽ tiếp cái thủ này nữa. Ôi giời. Chắc nó sẽ bán mai thôi. Ông xơi luôn cả một cá. Biển quá không thấy đâu thì. Bác biển bác bận rồi. Hàn Huyền tâm sự. Tiếp khách.
Anh Hàn Nguyên tâm sự ở nhà bà Tươi sắm. Dễ ăn khách Hàn Quốc. Vâng. Cách ăn ba chỉ. Đấy. Hơn đợn. Ba chỉ. Cái này là thịt cầy. Đấy. Cầy. Cái này là mình gọi thịt cầy này biết không? Mua bảy nướng, ngoài nướng mình nhà. Ngoài nướng. Cái này là cái ba chỉ, em mua cái ba chỉ mà để chợ chó đấy. Dùng đi anh ơi. À. Dùng à, dùng đi thôi giờ này. Đấy. Đấy ông đã chơi xong cái thủ rồi. Rồi. Mời toàn thể gia đình thưởng thức nha. Mình không chấm được mắm tôm làm ra cứ như này đâu. Đấy. Đấy. Bộ canh chanh ớt lành nhất. Ớt thằng co mấy tuổi đấy nhỉ? Dạ. Co là 6. Đấy. Hay 10. 10. Mời gia đình nha. Mười bốn là sinh năm 2011. Vào trong nhà bốn. Bốn nào nó bảy đúng không? Mão. Tân Mão. Tân Mão. Nó cũng ẩn hàng can bố đó. Cháu là Tân Hợi. Nó Tân Hợi nó Tân Mão. Tí vào Mão nữa. Em cho. Hợp cái hàng can. Rất nhiều đây. Đúng lúc có lẽ. Tân Mão mà Tân Hợi. Thế còn có mát. Ở đây bác phải chấm kẹp mấy cái lá mơ nó ngon. Đấy, chấm mắm tôm kẹp lá mơ. Sở thích của mỗi người. Cái này. Quá tuyệt vời. Người thích ăn lá mơ, người thích ăn lá mận. Thịt chó là phải có mắm tôm là đúng không? Chứ một canh. Anh vứt nói chung là vứt. Nó không đúng với cả cái không đúng khẩu vị thời truyền thống mà. Gọi là không ăn được phải chịu. Tính bạc nhá. Các cụ thông cảm nhá. Rồi, rất nặng nha. Tự nhiên nói cụ. Đại xá con cháu hơn các cụ 7-8 chén. Rồi bọn này cứ kệ cụ thôi. Đi xe máy thì nóc uống. Vâng, cháu xe máy cháu lại uống nhiều ra nó khổ thế. Cụ khuyên thế là nhất trí rồi. Mất tiền à. Nó bắt chấp nó đứng vào. Nó đứng tiền cho hiểm ấy. Lâu lắm mà hai nhà mình. Tết tiết này mình mất tiền để mà điên thêm người đấy. Bỏ. Bực bức xúc. Đây là con nhà toàn. Không người đây là con nhà toàn. Thế cũng đúng rồi. Cho bà đấy mà không biết thằng thế nhà mình nhanh lên bố vợ lắm. Làm bố chồng. Có mỗi bác Xuân thì chú người thì mấy rồi chơi nha. Chơi cái tỏi bé đấy thôi được rồi. Phải theo đảo đi. Giòn ngon quá giòn ngon dài ăn à, đúng cái gân của nó này bác chơi cái tỏi dưới là cứng gân hơi cứng gân chơi cái đoạn trên trên rồi đây tiếp ông cái này là ông cái bé này. Ông cái này nó gì nó không có thịt ông mới nhai được đấy còn cái này chỉ có cháu thôi không hết người ta phải không ông cứ dùng cứ ăn đi cứ năm nay là ông cứ phải hết cái đấy này cho nó mạnh khỏe vâng có cháu ngồi bên cháu mấy ông nó cứ gặp mạnh hết con cháu ngồi bên cạnh có cháu điểm tựa rồi dòng nào cái tỏi dài hết đầu tuyệt vời quá ba cỡ ngồi vào đi nhanh luôn cũng phải ông thật nhẹ quay ông ăn cái tỏi quỳ trong phim được rồi ăn uống rồi không lạ là cho Xuân làm một cái đấy cứ chỉ đi mỗi một cái nhặt cái nào nhặt thằng Thuấn thế thôi đấy chú làm cái đấy được mời cả nhà nhá ui giời dạ vâng cảm ơn ông tiền vào chú cứ thế mà gặm này cả giống ngoại cái vâng cháu giống ông Tức nhất ngon quá đẹp phân không đâu đúng á trồng giống cậu đấy trồng giống cậu đấy chú gì cháu có ăn đám nhà ăn thế nó mới đã cái này cưới tài đấy con như ra cái gì nhà ông truyền ấy nhìn nhầm mừng cháu tưởng là ông Tức báo cáo vâng ông anh nhìn đằng sau ồ chính cháu nội là không giống bác gặm cái đoạn nào dễ gặm cái này cậu xác đấy cái thế là nhạ mà dứt thôi ngon nhất dài quá con lấy chân cũng đạp thế mới bảo là chó già ít thịt nhiều da sau đây bài hát dân ca bắt đầu ai già
nó lại còn sao lại còn làm thơ ấy, cái đề có dài thịt nhiều da. Xong rồi bài hát dân ca bắt đầu. Đấy. Ăn lên. Mời ông. Ông ơi gặm đi, ông gặm đi. Đúng không? Ông cứ đi gặm miếng. Mềm thật, ngon. Sắc lắm. Đấy. Mình gọi là thơ văn thế thôi, chó ngon thật. Quá tuyệt vời. Ông giang sắc lắm. Ông năm nay gần 80 rồi mà nghe vẫn giang vẫn sắc lắm. Thôi, thanh niên tu xa, giang thanh niên cầu cánh ấy. Năm nay 79 rồi. Cụ năm nay 79 rồi ạ. Mà ăn 91 rồi. Đây rồi. Ăn 91 rồi. Bán lấy bản. Ồ, xin chào anh nha. Ông bà có biết chưa nào? Ông có nhiều không? Chào bà nhà nhá. Sớm tí muộn quá. Đấy. Huyền với Ngọc bây giờ mới xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Hù hù như nói kiểu nó chậm chạp. Sơ pin long thùng như chú rể ấy nhỉ. Đêm nay mình cười cũng kinh. Biết ấy nhỉ. Nhưng mà... Ôi bà sao tự làm một chén đi. Ôi bà sao tự làm một chén đâu. Ôi tự làm một chén đi. Anh vừa đi đối nội đối ngoại về. Ai chả nói gì. Đi đối nội đối ngoại bên các cấp lãnh đạo về. Vừa bảo hết cái này càng quá. Ôi, cái chén đầu tiên ai vào sau, cái này vào ra ra ba ra bảy. Có người mời bác một cái. Uống rượu rồi. Ôi ôi. Ôi ôi. Nhìn cái gì vậy? Ta ghét thật, xúc cái đầu đi. Cái này. Nhìn thấy nó hại não. Thì cày này nó vẫn là đặc sản nhỉ. Cày này nhất rồi. Vẫn là nhất. Người dân Việt Nam quầm cái là thấy em quầm rồi lâu lắm rồi chúng em rồi quầm quá nè ăn cơm mày mạnh bạo lên chắc là vì ngã xe răng nó yếu xong mà có tin tôi gọi chú Xuân với lại thằng chiến bác phở này rồi nha mời nhập đấy anh Biển có bán chưa có rồi tới rồi làm cái tỏi ra rồi gọi mạnh đó bạn làm mạnh này ăn uống kiểu ấy kiểu anh ơi ơi đã là view này ăn uống nó phải ngon lành anh ơi ơi nhìn đây đây vào nhìn đây keng nhìn đây hoam đấy rồi đấy rồi gọi cho rồi rồi ăn uống kiểu nhỏ nhai nhỏ không hợp với bọn anh như kiểu gọi là gái về nhà chồng theo ấy rồi ăn cho người ta xem nó phải kích thích cái này nó giòn lắm nhé. Có là lâu lâu lên đồng đều quán ra cho nào. Đấy rồi hết rồi nha, em xuất em là hết đấy. Hết chặt cái củ. Đồng đều là. Mỗi người một xuất là hết rồi. Anh ai ơi. Vâng, mời các chú nha. Đấy, thỉnh thoảng vậy. 1, 2, 3. Dù. Dù. Dè. Dù chi. Quen rồi. Quen rồi. Ông ơi, nhớ mạnh đi ông ơi. Không. Ký lên não là chịu rồi. Mời vào nhà nhá. Đang lên não bên này là mình ăn lên não nhà bác sĩ. Đấy, gặm thế em xíu. Thứ là anh phải đến là đúng cái gì. Ngon, đúng thì có chấm mâm tuồng được. Thèm lắm. Làm cái tỏi đi rồi. Các cái nhà nhá. Biển Dâu xin mời cả nhà này ăn tỏi chó. Tỏi chó nhưng mà phải chấm một cặp bột canh cơ. Nên đây chắc chẳng có một cây thì chúng em không xử lý một cây à? Không, bỏ em chấm mắm tôm. Em mời cả nhà của cây nhà chú Nghĩa tử hợp nhá. Biển Nguyễn Ngọc mời cả nhà. Em cũng nào có lưới lợn. Ăn mắm tôm. Cái này mà có mắm quê có muối một cây thì hơn nữa còn dẻo. Thế thôi. Lâu quá. Ăn mắm nữa. Ngon. Đây anh răng khỏe anh làm miếng ruột sụ đi này. Ui sao này đùa cái toàn nhỏ đi đâu ấy sao này đùa. Đấy. Đây, mời đây. 500 anh em Chu Nghĩa tổng hợp nhá. Đấy ừ. Ăn chó cuối năm đấy. Cứ miếng sụ như thế mà không ăn thì cứ tròn. Nó này đúng vị của đấy. Trên quê không? Toàn cứ ăn đi ở đâu. Xơi xong cái tỏi rồi. Ê mà kêu nó đánh nhiều này. Em ăn kiến lúc mấy giờ đâu. Ui dồi ôi, dưới trường trần trần như thế, sắn vào nó trần trần như thạch chú em rồi, gặp anh cần giá nó không có gì cũng ăn thôi. Của nhà làm ra đấy nha, mời cả nhà. Rồi mời đây đây nhá, quá tuyệt vời. Ngày Tết không trình bày. Đồng đặc, cái sắn liên tục. Ui dồi. Dê chó bò ngựa. 4 phạt này em 3 tiền. Cái chó tối máu lắm. Ôi giời. Ui, đấy ăn. Ăn bắt
lúc đấy ta phải làm chân rượu ăn bán tiết mà chưa chưa đi uống chân rượu nào. Hết rồi, xong vấn đề thôi. Thôi tí nó nói đang quay video. Thôi nào, thôi bây giờ chén đi thôi. Thôi coi như là hôm nay là 27 rồi. Đấy. Cả nhà nhá. Đấy hôm nay là 27 Tết rồi. Đấy. Thế rồi. Thế rồi cứ ăn thôi. Có biết là còn ấy da, tỏ chó đây. Làm việc luôn. Tỏ chó ai đây? Ba Kỳ. Đấy lại là Ba Nữa à? Vâng. Người ăn đâu cũng từ đã. Nào, Ba bắt đầu. Lưỡi đấy. Đấy, Ba lột chân tay nằm ra lại không ăn nữa, ngon rồi. Ui giời. Cho gia vị đầy đủ đấy. Thơm. Thế em mới bảo là bác mà ăn nó lên trước ra. Phải đế bụng vào. Mỡ quá. Ui giời. Tiết cành cầy. Cái ông ấy nói là cái gì? Đặc sản tiết cành cầy cả. Ăn nói chung là mát ruột. Ngon thuyền. Bác Phở nó sơi đã hai bát rồi. Qua tiệm bác Phở đánh khéo. Đánh khéo. Đấy, cái này bác đánh cho rau cỏ các thứ vào nó đủ vị. Không có đấy. À đánh bên phải có bám nhà mới là chuẩn. Nhiều nước chuyên nghiệp. Đấy. Cái nọ kia. Không tí nữa chạy vào mua. Vâng, các chú ưu tiên thì không phải ưu tiên nữa. Anh em con cháu xưa là Bình Xuân bây giờ mới nó đi làm nó bán nó nói như thế. Bán hết nửa à. Bình Xuân ui, à, à. Đầu bếp là quen thuộc của Biển Nguyễn Ngọc. Đấy. Hết nửa bát. Và đi quất. Ngon quá. Mát ruột. Đấy còn bán thành rồi không có tí nước. Nên là bọn là quá là chuẩn. Ừ, cái chân chó ngon. Chú Nghĩa thưởng thức đi. Ừ, được không? Chú Nghĩa thưởng thức. Được không? Điểm nốt đi. Chiến anh em nó. Vậy, chiến này. Quảm vật. Nắng bắt đầu ốp vào mồm. Ôi số một. Nắng này nó bác phải nó đánh khô ráo lắm. Nó không nắng được đâu. Gọi là ba chiếc canh gọi là cắt lửa bằng trăng. Xong phi. Xong đứt. Đấy, ngọt ngào. Ôi giời. Quá tuyệt vời mặt trời. Đấy, anh em làm lốt chén này cũng xin kết thúc video đây nhá. Hẹn các bạn video của sau nhá. Đấy. Hôm nay chia sẻ món thịt cầy. Quá tuyệt vời. Tiết canh cầy, tỏi chó, tiết canh cầy. Tỏi chó, tiết canh cầy. Cái thương hiệu của anh em như mình. Tỏi chó, tiết canh cầy. Nhiều người không biết là tỏi chó, tiết canh cầy. Được rồi.